Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương. Alo, Tôi đang tôi nghe đây đấy ạ. ạ. Dạ, Tôi đây ạ. dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Anh hỏi vấn đề gì vậy ạ? Tôi có một câu chuyện đặc biệt. Tôi Dạ vâng. muốn trình bày để xin được tư vấn ạ. Anh trình bày đi. Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Dạ vâng. Vợ tôi cũng ở tuổi ấy. Vâng. Hồi còn mới lấy nhau thì trước khi vào Nam thì vợ chồng tôi có một đứa con một tuổi. Vâng. Sau đó tôi đi vào Nam 6 năm. Trong thời gian ấy thỉnh thoảng tôi cũng về. Vâng. Tôi cũng có ý giữ gìn cho vợ vì là không có người trông con cho nên là tôi sợ vợ lại có bầu nên tôi không dám. Vâng. Thế nhưng mà trong 6 năm tôi ở đấy thì vợ tôi lại có hai đứa con. Lúc ấy là do công việc thế rồi là do khó khăn quá cho nên là tôi cũng chỉ có biết làm vào no nắng thôi, chứ không để ý gì. Nghi thì cũng có nghi, thế nhưng mà nó cũng thoáng qua thôi. Thế sau 6 năm thì tôi về ngoài Bắc lại được chung sống với vợ Vâng. thì tôi tự được thêm một đứa nữa, Vâng. cho đến bây giờ là tôi 4 đứa. Nhưng Vâng. mà tôi xác định là đứa đầu với đứa cuối là con của tôi. Dạ vâng. Còn hai cái đứa trong thời gian tôi ở trong miền Nam sau 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 6 năm đấy Vâng. thì có nhiều bằng chứng và nhiều tin tức âu chuỗi lại thì thấy không phải là con của tôi. Dạ Mà vâng. bây giờ thì các cháu lớn hết cả rồi, Vâng. nó xây dựng gia đình cả rồi, mà tôi mới biết sự việc nó rõ ràng như vậy. Dạ vâng. Tôi rất muốn là muốn đi thử ADN để cho nó thật chắc, sau đó sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng mà tôi vẫn còn đang phân vân lúng túng và bây giờ rất buồn. Vâng. Anh năm nay đã 78 tuổi rồi. Bốn người con của anh thì chắc là cũng phải ngoài 50 trở nếu mà lớn nhất đúng không? Vâng, lớn nhất là 50 rồi ạ. Đấy. Và út thì chắc là cũng phải ngoài 30 rồi. Vâng, đúng Dạ thế ạ. vâng, và hai cái người con mà ở giữa anh đang nghi ngờ không phải con của mình thì cũng tầm tuổi đó. Thậm chí nếu mà đang ở quê thì có thể lên chức ông chức bà rồi, đúng không? Vâng, các cháu nó có Dạ con vâng. thôi Vâng, thế cái chứ băn chứ nó khoăn chưa trong có đầu cháu. anh thì đợt gần đây anh mới nảy sinh hay là nảy sinh từ cách đây mấy chục năm trước rồi? Mấy chục năm trước thì tôi cũng có Vâng. nghi ngờ thôi, nhưng mà tôi nó chỉ thoáng qua, tôi Rồi. không không đặt thành vấn đề phải kiểm tra phải điều tra gì cả. Thế nhưng mà Vâng. về sau này Bây giờ tuổi qua thì đã xế chiều rồi thì anh mong muốn tìm xem đấy là con thật của mình hay vâng là không, nhằm mục đích gì? Chia đất chia cát à? Hay là thế nào? không, tôi muốn biết được là theo tôi thì đấy chắc chắn hai đứa ấy không phải là con của tôi. Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi muốn một là có thể để nguyên như thế thế thôi, Vâng. hai nữa là để xác định rõ thì muốn là đi ADN để xác định rõ, thế sau đó cũng giải quyết về vấn đề hôn nhân gia đình. Ồ, thế là định ly hôn bà ấy à? Đấy, ở cái chỗ đó là Rồi. tôi cũng phân vân lắm. Tức là bây giờ là tìm xem đúng nguyên nhân là đây không phải con của mình thì sẵn sàng là phá bỏ gia đình luôn, đúng Một không? đằng thì muốn như thế, một đằng thì nghĩ bảo ở tuổi này thì cũng hơi khó. Dạ vâng. Mà mọi việc thì nó cũng bình thường. Vâng. Thế bây giờ Thực xáo ra trộn thì lên thì nó cũng phiền lắm. bây giờ thì Ngay ngay cái việc này tôi nói chuyện với lị cửa sổ tình yêu tôi cũng rất ngại. vâng, ngại như anh đã Vâng. kể rồi, anh nói rồi còn gì Dạ nữa. vâng. Vâng. Thế bây Thực giờ ra thì anh để tôi nói. Thực ra thì cái chuyện mà thử ADN với thời điểm hiện tại nó không hề khó khăn một chút nào cả và rất dễ dàng, thậm chí với cái giá cả hiện tại thì nó rất phù hợp với nhiều người. Và điều thứ hai, đâm ra là cái chuyện anh xác định là đây là con anh hay không phải con anh nó không không phải là cái vấn đề mà ảnh hưởng đến kinh tế nhiều. vâng. Cái vấn đề thứ hai là anh khẳng định ngay từ trong đầu anh đây không phải là con anh rồi. Thì cái Vâng. chuyện thử ADN hay không thử ADN đối với anh đó có quan trọng nữa hay không? Và cái Vâng. thứ ba nữa, nếu mà anh đã xác định trong đầu đây không phải là con của mình thì tôi nghĩ Vâng. chắc là anh cũng đã có lựa chọn rồi về cái cuộc hôn nhân của mình nhỉ. Là vâng. Bây giờ để chia sẻ với anh,
chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự nhé. Xin dạ, mời chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh Hải Dương. Vâng, 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 tôi ngưỡng mộ anh lắm ạ. Dạ, vâng, cảm ơn anh. Thứ nhất là vì chương trình không có nhiều thời lượng cho nên là chúng ta sẽ nói thật sự là ngắn gọn thế này nhé. Vâng. Anh ơi, 6 cái năm mà anh đi miền Nam là anh không về một tí nào đúng không? Hay là cứ về thường xuyên? Tôi cũng có về, một năm tôi cũng có về được một lần. À, vâng. Xong là một năm về một lần, xong rồi vào trong đó thì chị lại bảo rằng anh ơi, ở nhà em đẻ con. Có dạ, đúng vâng. thế không? Hay là đùng vâng. một cái anh về anh thấy có sẵn hai đứa con? Không ạ. Về xong một cái tôi cũng giữ gìn lắm, tôi cũng không dám quan hệ, nhưng mà cũng để giữ gìn chứ cũng không phải để chữa, để có bầu. Vâng. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi lại nhận được tin là ở nhà sinh con. Vâng, tức là tôi cũng lại phải ra. Rồi. Anh có thấy như thế. Có cái dấu hiệu gì để anh cảm thấy là hai cái bạn giữa là không phải của mình không? Nó chẳng giống mình tí nào, mình thì đẹp trai cao to, hai thằng này thì lùn tịt. Hoặc là trông nó cứ giống giống cái ông gì đấy ở trong làng, có thế không? Có cái... như thế, có một phần là như thế. Có cái gì mách bảo sau này ấy. Tôi lại càng thấy như thế. Dạ, vâng. Hai đứa đầu mấy đứa cuối thì tôi xác định ý là con của tôi vì vâng. lúc ấy là tôi ở nhà. Vâng. Đúng không? Thế còn 6 năm mà tôi đi xa mà trong tình trạng như vậy thì tôi cứ nghi ngờ ngờ. Vâng. Và về sau này sâu chuỗi lại nhiều tin nữa. Rồi. Tin tức người ngoài nói đấy. Rồi tính cách của các con thì tôi vâng. thấy nó khó vâng. cho mình. Thế anh ơi, hai cái cháu ở giữa, hai cái cháu giữa bây giờ chúng nó có biết rằng anh nghi chúng nó không phải là con không? Nó có cái phân biệt đối xử nào không? Tôi giữ bí mật ạ, tôi giữ bí mật, tôi cũng không dám nói ra cái điều ấy. Rất tốt, nhưng mà chỉ sợ sau hôm nay mà phát sóng lên rồi các cháu nó, đấy. Gọi là các cháu như nó ngoài 40 rồi đấy. Dạ vâng, 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 đấy, tôi hóa ra ông già nhà mình, vân vân. Tôi thì thôi, chuyện đã nói ra thì tôi cũng nghĩ rằng bởi vì anh cứ giữ ở trong lòng ở cái tuổi này cũng không tốt. Nói ra cho nó hả lòng thôi. Vâng. Chứ còn tôi nghĩ có lẽ thế này. Trời cho mình 79 tuổi là rất là mừng rồi, mà nghe anh không có lãnh lãng tai gì, thấy không, mắt thì tôi không biết nhưng mà tai thì tinh, nói thì không hề có cái giọng khều khào của một ông già. Mà mặc dù mình cũng vất vả vào Nam ra Bắc suốt những năm tháng ngày xưa đói khổ, mà bây giờ vâng. được cái tuổi này như thế phải nói là rất là đẹp. Hiện nay anh với chị ấy sống với ai? Tôi sống với cái thằng mà tôi nghĩ là không phải là con của mình đấy. Nó có tốt không anh? Thế với lại gần với cái đứa cũng lại không phải con của mình, nó gần đấy. Chứ còn hai con chính của tôi. Còn hai con chính mình, một đứa đầu đứa cuối thì lại đi bố đâu rồi. Hai cái đứa mình nghi thì giờ là một đứa đang chăm sóc mình, một đứa thì cũng rất gần. Vâng. Rồi. Thế cơ. Thế cho tôi nói tiếp này. Anh chị sống bằng gì? Anh có lương gì không? Tôi có lương ạ. Thế à? Chị có gì không? Nhà tôi cũng có lương nhưng ít lắm. Vâng. Nhân ấy mà. Vâng, vâng. Thôi, thì chắc là vấn đề kinh tế không phải là vấn đề quá khó khăn. Tuổi này rồi thì bát cơm với hai miếng thịt là cũng xong bữa thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế. Chị khỏe không anh? Nhà tôi cũng bình thường ạ. Chị có nghĩ là anh đang nghi ngờ gì chị thời còn son trẻ không? Tôi cũng đã lúc bực dọc lên rồi, lúc bất hòa tôi cũng có nói về cái điều này ạ. Đã đánh động đấy phải không? Vâng, tôi nói rõ đấy. Thế xong rồi chị lúc ấy chị phản ứng thế nào? Chị có bù lu bù loa lên rằng là ông điêu không, rồi ông... Không dám bù lu bù loa đâu. Vâng. Cũng nói nọ nói kia thôi, nhưng mà về sau này càng nói tôi càng củng cố lòng tin và... thấy bà cũng không nói gì. Và không nói gì là anh nghi rằng chắc có thật đúng không? Đôi khi là cứ im lặng có là... một cái yếu tố như thế. Và có một yếu tố như thế. Ra bà cứ cãi bảo ở đấy. Ông không tin thì đem đi mà xét nghiệm ADN xem, hay là không tin thì thế nọ thế kia đi thử. Ở nhà là ở quê tôi hay gọi là thử máu. Vâng, cứ đem vâng. đi mà thử máu xem có phải không. Thế nhưng mà đây anh thấy chị cứ im. Và anh nghi vâng. là chắc đúng rồi. Cho nên củng cố cái chuyện đúng. Nói thật thế này. Mình có quyền nghi ngờ. Vâng. Nhưng mà cái chuyện mà xác định là hai đứa, hay gọi là hai cái con mà giữa có phải của mình hay không thì thôi cứ gọi là 50-50. Nhưng mà vâng. tôi nghĩ rằng có những việc ở đời không phải bới tung lên, rồi không phải truy xét đến cùng. Mình biết là ở dưới nền nhà mình ấy,
nó đang có một cái ổ chuột chẳng hạn. Vâng. Mình bảo rằng điên lắm với con chuột này, bây giờ mình phải đào cho nó sập cái tổ chuột của nó đi. Đúng là mình cũng có bắt được hai con chuột thật. Vâng. Nhưng mà chuột thì chẳng ăn được, nhưng mà sau đấy mình mất công gia cố cái nhà của mình. Thôi chả gì chăng nữa. Người ta bảo là đây là trường hợp xấu nhất, là nếu như không phải nhá, thì áo vẫn cá vào ao ta được. Dân làng họ hàng làng nước từ trước giờ vẫn nghĩ ông bà ở đấy khỏe mạnh. Hai ông bà gần 80 rồi, bây giờ có lương có lậu sống sướng, bốn đứa con trưởng thành cả rồi, các cháu thì rất là tử tế. Thế chứ bây giờ anh có đi làm cho nó ra sự thật mà. Việc đầu tiên anh về, tự nhiên đang 4 thì mất 2, thế là tỷ lệ con là giảm đi 50%. Vâng. Tỷ lệ cháu cũng sa sút đi, xong bắt đầu hàng xóm đang giềng, ủi ghê nhở. Và thật ra cái người mà thấy mắc cỡ xấu hổ ấy là mình. Ơ hóa ra ông này bao nhiêu năm nay không gì, tò vò nuôi con nhện à. Thế hóa ra bao nhiêu năm nay tu hú nuôi con nhà người à. Sao bây giờ ông này ông ấy tìm ra nhiệt như tao thì tao phải làm ngay từ lúc còn trẻ, ví dụ như thế. Thế xong bắt đầu tự nhiên mình tạo ra một cái gọi là một vụ việc ở làng, ở địa phương không cần thiết. Ở nhà người ta đang rất là đói chuyện mà. Giờ có thêm chuyện của ông cụ này nữa thì úi dồi ôi, mày biết gì không? Đấy làng ấy đấy có bốn đứa con, cho đến bây giờ ông cụ đưa đi xét nghiệm ADN thấy hai đứa giữa không phải. Úi dồi ôi, đây đùa chứ chẳng ai được lợi gì ở cái đó. Vâng. Anh thì buồn này, chị thì lúc này ở cái tuổi gần 80 rồi cũng không cãi được nữa thì ngồi đấy mà khóc à? Chẳng lẽ lại giải thích rằng là lúc ấy ông đi xa tôi cũng có thế nọ thế kia. Hai đứa con mà anh cho rằng không phải mà nay thì chứng minh là không phải ấy, thì nó bảo rằng là thôi thì bố nhận thì nhận, nhưng mà chúng con thì không bỏ bố, bởi vì bao nhiêu năm nay chúng con vẫn thương yêu bố mà bố đang ở với chúng con. Thôi thì tùy, bố không nhận nhưng mà con vẫn cứ coi bố như bố. Không lẽ mình không đồng ý à? Vâng. Thế không lẽ mình phát hiện ra là mình không phải là hai đứa kia không phải con mình, thế là mình xin phép là bố dọn ra ngoài đường bố ở à? Vâng. Để tất cả nói đùa, đây tôi chỉ nói chuyện vui, nhưng mà thấy rằng có những việc không làm thì tốt nhất gọi là đào sâu chôn chặt, để yên như thế đi, trời cho mình khỏe, không biết được mấy năm nữa đâu, cuộc sống nó vô thường lắm. Năm nay 79 chứ có người đang nhăn nhở cười, một lúc sau đã không còn. Cho nên hãy sống vui đi, mình bỏ tất cả những cái thứ mà một chút chút nghi ngờ ấy đi. Thì từ trước giờ anh cũng đã là khổ đấy, suốt mấy chục năm mà cứ lởn vởn với cái suy nghĩ, cho đến bây giờ cũng không an lòng. Một cụ già gần 80 không an lòng, vẫn muốn rằng là có phải hai đứa con này hay là vợ mình phản bội mình hay không, cũng khổ mà. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ trời cho khỏe, mà đến 90 thì mình cũng còn chục năm, mà nếu cho mình 100 thì còn có 20 năm. 20 năm cuối đời của chúng ta thường là phải dành đến già nửa thời gian để uống thuốc và nằm viện rồi ạ. Tôi muốn hỏi anh, bây giờ vấn đề phân chia tài sản thì thế nào ạ? Anh có nhiều không? Nghi đấy thì nó bây giờ nó vẫn là chức là con trưởng. Vâng. Cho nên là tôi muốn chia tài sản, tôi cũng đã chia rồi. Anh có nhiều không? Dạ. Tài sản anh có nhiều tổng nó là khoảng bao nhiêu? Ui trời ơi, tài sản này có cái nhà ấy mà khoảng độ 2-3 tỷ thôi. Cái thì nhà mà hiện nay chia. Anh đang ở ấy gì? Dạ vâng. Anh ơi, có lẽ cũng không cần chia. Các con của anh, cái thằng cu đầu nó 50 rồi, nó tự lo được, nó sắp lên ông rồi. Nó không cần đợi bố hả? Con gái ạ. Cái cô đầu ấy, cô cũng chẳng có để ý gì đâu. Hiện nay bố mẹ còn đang khỏe, đang ở với này cái anh thứ ba hay thứ hai gì ở giữa đó. Chính nó này, nghĩ tôn là trưởng cơ. Vâng. Không thế có cơ, sao anh ơi. Cái thằng mà mình nghi đấy thì nó là trưởng. Trưởng với phó mà làm cái gì anh ơi. Rồi chẳng có nhiều trưởng, hơn chẳng có phó. Có những trường hợp mà chẳng còn trưởng, chẳng còn phó rồi. Cũng có làm sao đâu. Hãy giữ cho cuộc sống của mình bình yên, đừng bới thêm. Bây giờ mình lại phải mở đại hội để mình bầu lại trưởng cũng chết. Thôi, tôi nghĩ chuyện của anh dừng lại là việc chia sẻ với cửa sổ tình yêu. Và tôi cũng được nói chuyện với anh để cho anh cũng nhẹ lòng đi, rằng là có những thứ mà lỡ rồi, nếu như nó có là thật mà nó lỡ rồi thì cũng cho nó qua đi. Dạ vâng. Bới ra không giải quyết vấn đề gì, tất cả chúng ta đều, cả làng đều buồn nhá. Dạ vâng. Dạ vâng.
Ở tuổi của anh chị thì tôi nghĩ rằng là hãy vui vẻ bên con cháu. Dù có đây là con đẻ của mình, cháu ruột của mình đi hay không thì họ vẫn đang ở và chăm sóc mình tuổi xế chiều nhá. Còn có khi đấy hai đứa con thật của anh mà anh cho là thật đi thì có chăm sóc anh được gì đâu, đúng không? Hơn nữa cái sự mà không ở cùng với bố mẹ, không chăm sóc bố mẹ khiến anh cảm thấy là à, tính cách của hai đứa ở gần này khác hoàn toàn với hai cái đứa đầu và đứa cuối của mình thì sao nhỉ? Tất cả nhiều khi nó là cảm nhận thôi. Và bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, chứ không phải quan trọng nhất là tìm đứa nào làm trưởng để nó thờ cúng tao khi tao quất núi lúc ý đi rồi có biết gì nữa đâu. Chào anh nhé, cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Dạ vâng, em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng. Dạ vâng ạ. Em có một câu hỏi là về vấn đề tình dục ấy ạ. Em mỗi lần mà quan hệ ấy, thì em chỉ được, em phải cảm nhận nó chỉ được tầm một phút ấy. Thế á? Là nó đã xuất rồi. Ví dụ như là chỉ cần thâm nhập vào từ một lúc ấy là cảm thấy là mình đã ấy rồi ạ. Thế à? Tức là đã gọi là gì nhỉ? Đã xong xuôi rồi. Nó đã xong xuôi rồi. Ừ. Rồi, thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 35. Thế à? Thế là lấy vợ lâu chưa? Em có một cháu rồi. Thế cháu à? Được 7 tuổi rồi. À, thế là cũng lấy nhau khoảng chục năm nay. Và chục năm nay nó cứ một phút thì là đã phụt rồi. Dạ, nó chỉ mới gần đây thôi. Ví dụ như là nếu mà dùng bao thì em thấy nó được kéo dài hơn đấy ạ. À, kéo dài hơn khoảng 1 phút rưỡi đúng không? Vâng. Còn nếu mà không dùng bao thì còn 60 giây thôi. À thế à, khoảng 2-3 phút. Dạ. Vợ có than phiền gì không? Và đây là quan hệ với vợ hay quan hệ với ai? Vợ ấy ạ. À rồi, bởi vì nhiều khi là với vợ thì nó dài, với ngoài luồng có khi là 20 giây thì sao? Em không ra ngoài, không có cái nhân việc đấy. Ừ, thế à, rồi tốt. Vợ có than phiền gì không? Dạ có ạ. Thế à? Thế mình biết mình yếu thế thì cái khâu dạo đầu mình có kéo dài khoảng 30 phút không? Hay ham hổ chiến đấu trong là thôi. 15 phút thôi ạ. À cũng có cái giai đoạn gọi là màu đầu đúng không? Dạo đầu và dạo đầu thì có ạ. Rồi, ok. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở tuổi 35 mà tại sao là một phút là phụt thế thì nó có phải là bệnh lý hay không nhá. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào bạn. Chào cô. Ừ, cũng còn lo lắm nhỉ? Tại vì mình còn rất là trẻ. Thế có ý định sinh em bé thứ hai không? Dạ, cháu có. Có hả? Ừ. Thực ra thì em vẫn làm việc được. Chỉ có điều là em cảm thấy là em xuất tinh sớm thôi, đúng không? Dạ vâng ạ. Cứ mỗi, tức là cứ xâm nhập vào được một tí là kiểu như là nó phải, mình có hôm đó kiểm soát thì chỉ được một tí thôi. Ừ. Hai em, tức là em ở nhà bình thường đúng không? Chứ không phải là em đi xa, không phải lâu lâu mới về nhà một lần. Dạ vâng, hôm nào cũng ở nhà. Hôm nào ở nhà, tức là cái đời sống tình dục của mình nó tương đối là ổn định. Em đã thăm khám ở đâu bao giờ chưa? Đã chưa. Chưa hả? Vâng. Thực ra thì cái này phải có sự thăm khám của bác sĩ Nam Khoa để kiểm tra cho em thật là chính xác xem có đúng là em bị xuất tinh sớm hay không. Bởi vì là nếu mà đúng là cái thời gian giao hợp nó chỉ khoảng 1 đến 2 phút mà em đã xuất tinh thì nhiều khả năng mình có những cái biểu hiện của xuất tinh sớm. Thế nhưng mà tùy theo cái mức độ cũng như là tùy theo các cái giai đoạn thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn cũng như là xử lý cho em được nhá. Em ở Hà Nội rất là tiện. À em ở Bắc Ninh à? Dạ vâng ạ. Ừ. Em lên Hà Nội, em đến các cái bệnh viện như là bệnh viện Việt Đức này, nó có khoa Nam học, bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhá. Họ có khoa Nam học. Bệnh viện 108 cũng có khoa Nam học rất là tốt, bệnh viện Bưu điện có khoa Nam học rất là tốt. Những cái bệnh viện lớn hiện nay họ đều có khoa Nam học
và hiếm muộn. Thì em đến đấy người ta sẽ phải có một số các cái phương pháp khám cho em, kể cả khám lâm sàng rồi khám cận lâm sàng. Cần thiết họ phải làm cho em các cái xét nghiệm để đánh giá xem là thực trạng, cái tình trạng của em nó như thế nào. Và từ đó thì mới có thể hướng dẫn cho em được, cũng như là kê đơn để điều trị cho em. Nhá. Chỉ hơi băn khoăn một chút, tức là đi khám nam khoa thì nó không thể nào mà vừa đi khám một cái là nó sẽ cải thiện được ngay đâu. Em phải tái khám và phải rồi thuốc của nó cũng khá là đắt. Thế cho nên là mình cũng phải chuẩn bị cả kinh tế, rồi là cũng như là các cái điều kiện để tái khám đúng với cái hướng dẫn của bác sĩ. Thì hy vọng em sẽ khỏe thôi, bởi vì hiện nay mình còn trẻ lắm, mình mới có 35 tuổi. Mình phải cần được thăm khám cũng như là phát hiện sớm, chứ không thì sau này còn phiền nữa nhé. Dạ vâng ạ. Có một yếu tố mà bạn cũng nên quan sát lại cái hàng hóa của mình, rằng là nó có bị hẹp bao quy đầu hay là có dài bao quy đầu hay không, bởi vì yếu tố này nó cũng ảnh hưởng đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải từ thủ đô Hà Nội. Vâng ạ, em nghe ạ. Em chào chương trình, em chào chuyên gia ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng. Không biết là chị có băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy ạ? Em có băn khoăn là 4 năm nay rồi em rất là buồn. Bởi vì em có một cô con dâu mà trong mọi ngày rồi sinh hoạt các thứ là chẳng bao giờ mà nói đến em là mẹ chồng nó. Nó không nói đến, nó chỉ ngoài cái câu mời ăn cơm rồi đi làm về nó chỉ hỏi một câu, có hôm thì nó không hỏi. Vâng. Hôm thì ăn cơm nó cũng không mời. Vâng. Thế còn chuyện trò mẹ con chả bao giờ xào xẹ nhau cả. Dạ vâng. Mà em rất là buồn, cho nên em muốn hỏi chương trình thế nào, em phải cách sống, em phải sống như thế nào. Rồi. Đấy, không biết là sau này em có tuổi, em ốm yếu, em có được nhờ nó không. Rồi. Thì chuyên gia tư vấn cho em để em biết cách em ở, em đối xử với con em. Dạ vâng, thế chị có nhiều con dâu không ạ? Em thì em được có mỗi một đứa thôi. À, có mỗi một cậu con trai. Đúng không? Vâng. Và đã làm dâu là 4 năm nay rồi đúng không? 4 năm nay vâng. Rồi, thế thì cái chuyện chúng nó yêu nhau rồi chúng nó cưới nhau có được sự đồng ý của cả hai bên không? Dạ, thưa anh là lúc mà các cháu mới yêu nhau thì gia đình nhà ngoại nó không đồng ý. Vâng. Thế cho nên là cháu nó về trên này thì chúng nó quyết định lấy nhau, thì chúng nó cũng có ăn ở với nhau trước, nó đi lại với nhà em 3 năm thôi. Vâng. Vâng, thế thì em cũng rất là thương nó, quý nó. Nhiều khi hai người chúng nó tình cảm ở trong buồng mà có hàng xóm mới chơi, em còn giấu giếm cho nó, em cũng không dám để cho người ta biết. Rồi. Thế sau vâng. Thì cháu có bầu 6 tháng thì bắt đầu cưới, cưới với em quý con, quý cháu từ ngày đến giờ mà không biết nó ác cảm với em thế nào. Đầu tiên thì ông xã nhà em thì nó cũng nói đến, nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng chả bao giờ mà nói với hai vợ chồng nhà em. Dạ vâng. Rồi thế là không biết là khởi thủy là có hai mẹ con có mâu thuẫn gì không? Tức là không cô... mâu thuẫn gì ạ. Nói chung về kinh tế thì em được cũng lo cho chúng nó hết lòng. Nhiều rồi. Khi hàng xóm người ta còn đã bao giờ chị chia sẻ với con trai của mình là tại sao vợ con lại như thế không? Em cũng không dám chia sẻ. Vâng. Cũng có cái nó biết, có cái nó không, thì em sợ chia sẻ thì vợ chồng nó lại đánh nhau hay cãi nhau, thì em lại sợ không dám nói. Rồi thế chẳng lẽ chuyện cơm nước, chuyện nấu nướng hai mẹ con ở bốn nhau 4 năm thì là không có bao giờ phối hợp với nhau không để làm một mâm cỗ à? Coi như là 3 năm trước thì kinh tế thì em vẫn cứ mua thức ăn thức uống, nhưng mà chẳng bao giờ nó về nó hỏi mà mẹ ơi hôm nay ăn gì hay là rau gì cả. Rồi. Thì em thử cơm em lại rửa bát các thứ, em làm hết coi như các cái việc mà em cũng không quản gì, em chỉ muốn con em là nó về nó vui vẻ với em thôi, nhưng mà chẳng rồi. Được một câu nói nào mà về câu tử tế từ trước đến nay cả. Rồi em có hỏi nó cái gì thì nó lại nhẵn cái xong nó trả lời rồi. Trả lời câu chống không đấy thì dạ vâng. Em rất là buồn. Tất nhiên là cái vấn đề của chị thì tôi đã hiểu rồi, chị không cần phải trình bày gì nhiều nữa. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó. Đến hai người gặp nhau ngoài đường, người ta còn sởi lời để trao đổi với nhau. Huống hồ mà mẹ con ở với nhau trong cùng một mái nhà 4 năm rồi không nói chuyện, chỉ chào hỏi một câu thế xong là thôi. Thì nó là
có cái vấn đề xảy ra rồi. Và cái vấn đề đó cụ thể như thế nào thì anh Đinh Đoàn sẽ khai thác tiếp với chị để tìm hiểu rõ hơn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Em cảm ơn. Rồi, xin chào chị Hà Nội đúng không? Cảm ơn anh. Chào anh Đoàn ạ. Em rất hay nghe cái chương trình này để em rút kinh nghiệm, nhưng mà em chẳng thấy ai có trường hợp như chả thấy ai có trường hợp giống mình đúng không? Chỉ thấy mẹ chồng đánh nhau với con dâu hoặc là cãi nhau đây là còn nó không thèm nói gì, thế mới tức chứ. Thế chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cảm ơn anh, em 68 rồi. À, vâng, mới có 68. Ông xã thì bao nhiêu? Dạ. Ông xã nhà mình bao lâu, bao tuổi? Vâng. Ông xã nhà mình bao nhiêu tuổi ạ? Ông xã nhà em năm nay 71. À, 71. À, hai ông bà khỏe không? Ông ấy khỏe không? Dạ, cảm ơn anh, mà hai ông bà nhà em thì khỏe, vẫn tự làm, tự tiêu, tự kinh tế, vẫn lo được cả cho chúng nó nữa. Cái việc thứ hai là nhà mình có con gái không? Dạ, như em có mấy cô con gái cơ. Rồi. Cháu này là em phải cố để mới có được nó. Con gái thì có díu dít trò chuyện với mẹ không? Có. Đi lấy chồng rồi tối nào ôm điện thoại buôn chuyện với mẹ không? Con gái ngoan mà chúng nó cũng quý em dâu lắm. Vâng. Vâng. Rồi. Tôi thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất ấy, là có lẽ mình cũng cứ cầu toàn quá. Mẹ chồng với con dâu thật ra chẳng máu mủ ruột già gì. Nó tuổi thì trẻ, nó đi làm công việc của nó, mình luẩn quẩn nhà cơm nước lợn gà. Thế con nói với nhau thì đúng là chỉ nói quanh cái bữa ăn chứ còn có nói cái gì. Bây giờ bảo là tâm sự mẹ ơi, thời thế thế này rồi con thương mẹ lắm. Có khi mình lại nói rằng cái con này chỉ được cái nỏ mồm ấy nó điêu. Đây là nó phản ánh thực sự, bạn này là bạn ấy chân thành thật thà. Có vậy thôi, thật ra chả biết nói cái gì với mẹ chồng đâu mà. Tâm thì tốt, lòng thì tốt, nhưng mà chả biết nói cái gì. Bây giờ lại không lẽ lại hỏi mẹ ơi, hôm nay ở nhà mẹ có mệt không? Mẹ thấy trong người có khỏe không? Hay là bởi vì ví dụ cô đi làm việc, cô có thể chia sẻ với người khác về chuyên môn hay về rất là nhiều thứ bằng vai phải lứa, nhưng mà với mẹ chồng thì cũng khó. Tôi mới hỏi đôi khi mẹ đẻ mà nói chuyện với con gái còn khó cơ, bởi vì nó khoảng cách thế hệ mà. Mình thì mình mà nói chuyện với mấy bà bạn cùng ở hội múa vờn hay là hội gọi là thể dục buổi sáng hay là đi lớp yoga gì thì nhiều chuyện lắm. Nhưng mà nói với các bạn mà con gái hoặc con dâu mà khác thế hệ là cũng khó. Nó cũng không biết nói cái gì cả. Thế cho nên nếu mình thấy rằng là thực sự nó không có cái gì thù hằn nhau, không có ấm ức, không có mâu thuẫn gì, chỉ là nó ít nói thì mình cũng không có đáng ngại lắm. Chỉ vì là không có gì mà nói chứ không phải là nó không muốn nói nhá. Cái việc thứ hai nữa là em thương anh là nhiều khi mà ví dụ như là em trái nắng nửa đời mà em có mua thuốc để ở bàn thì nó biết, nó cũng chẳng hỏi mẹ làm sao. Hoặc là con nó ốm mà nó đi làm về nó cũng hỏi mẹ ơi con đỡ chưa, cháu đỡ chưa. Đêm mà nó quấy quá mà em thương cháu xót ruột quá thì em sang em đón nó đi. Nó bảo em là không cần. Đấy. Mình tự nguyện biết này. Em cứ nghĩ tủi thân. Bạn này, đấy, tự mình làm mình tủi thân mình chứ cái gì đâu. Con nó lớn nó lấy vợ lấy chồng cho nó ăn riêng ra, nó làm bà chủ, nó có trách nhiệm. Mình già rồi, hai cái thân già đấy lo với nhau chuyện chăm ông ấy đi. Cứ đi để ý xem nó không nói gì, xong rồi đêm này nó con nó thì nó chăm mình còn lao vào bế. Nó bảo nó không khiến cho, có vẻ là khổ không? Thương lấy nhau, thương lấy thân mình. Và đừng tự biến mình thành người thì gọi là giúp việc không công, nó sẽ coi thường. Bây giờ nếu như thế này cho nó ăn riêng, nó phải đưa đi nhà trẻ mẫu giáo, hôm nào mà nhà trẻ mẫu giáo người ta không giữ, nó sẽ phải cất lời. Cuộc sống nó buộc nó phải xin xỏ mình, nó cầu cạnh mình, mẹ ơi con biết là mẹ mệt nhưng mà hôm nay con cháu nó mệt cho nên con không đưa đi nhà trẻ, con gửi mẹ ở nhà nọ kia. Thế sao cái cách mà nó nói ngay thế, nhưng mà mình cứ sắn tay áo lên mình làm tất cả thì trong con mắt nó như là một cái bà đi xin việc ấy, thành ra nó không trọng. Đúng là mình cứ để ý sang một bà giúp việc thôi mà được các cháu phải mất công mất tiền để trả lương cho bà ấy, mà mỗi lần bà bảo về quê là các cháu nó còn phải nịnh chết đi được ấy. Thế nhưng mà vì mình ở đây mình cứ cho mà mình không biết lùi lại, mình cứ nghĩ rằng mình hết lòng vì con, xong mình lại đi đòi hỏi là đấy mình hết lòng thế thì nó phải cũng phải hết lòng với mình. Đây bà thích hết lòng thì bà thích nhá, còn đây tôi chả cần. Tôi nghĩ mình thay đổi lại cái lối sống của mình đi.
hãy để cho các con nó tự lớn, và nếu nó cần thì nó nhờ, và khi nhờ chắc chắn nó sẽ rất niềm nở và ân cần. Còn hiện nay là đang nhảy sổ và can thiệp thì nó không hài lòng thôi. Lương của nó cầm chồng nó đưa cho vợ, vợ chi tiêu, có phải là nó cảm thấy nó được 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 làm một bà chủ nhỏ không, đúng không? Vâng, em cũng thưa anh là cứ cách đây khoảng độ 3-4 tháng em cũng cho cháu ở riêng rồi. Em cũng cho ở riêng để cho nó tự nó quyền nó làm nó ăn, mà em cũng tự kệ nó rồi thì nó cũng làm lụng, nhưng mà nắm lúc nó về nó nói mang những câu nó cũng chẳng được tình cảm, cho nên em cứ nghĩ nó không nói gì khó chịu là được, còn thì cái tình cảm thì tình cảm cái gì? Tình cảm cái gì? Bây giờ chẳng lẽ ối ối mẹ chồng ơi, con thương mẹ chồng quá à? Tình gì đâu? Đây là mối quan hệ là hai người rất là khác lạ, chẳng qua vì nó lấy con mình mà nó buộc phải gọi mình bằng mẹ chồng. Mình đứng thế, nó cũng là cái đứa khác máu ở bên ngoài, chẳng qua nó lấy con trai mình thì mình gọi nó là con dâu. Mình đừng có đòi hỏi một cái sự tình cảm ở đây. Tôi đã nói rồi, ngay cả con ruột của mình ấy, chị đến con trai chị còn sợ, chị chả dám góp ý cho con ấy. Con mình đẻ ra mình đáng lẽ phải quát, phải mắng rằng là phải xem đến đánh vợ nó, anh nói vợ nó, em không dám góp ý. Đấy, con mình còn chả dám góp ý là cứ đi mong con người khác là tình cảm. Mẹ không, mình đừng khích để nó đánh vợ nữa. Con ơi, mẹ buồn quá, cứ khổ quá, nhà có mỗi hai mẹ con. Thì đôi khi mẹ anh chỉ thích là nó quan tâm thì tí nó hỏi một tẹo, nhưng mà nó không biết là tính nó thế hay là nó có giận gì mẹ không. Mình cứ nói thế. Đôi khi cái thằng chồng nó lại nhắc con vợ là tính mẹ là rất là thương con, thương cháu, sẵn sàng là làm mọi việc. Với điều kiện là mẹ rất là thích mau mỏ, đi về cứ hỏi mẹ một câu xong rồi mẹ thích quan tâm lắm. Có khi là nó sẽ có thay đổi. Vợ chồng nói là nó được, còn mình cứ găm vào trong lòng, nói với con trai không dám nói, xong ngồi đấy ước là nó tình cảm thì khó lắm nhá. Mình phải thay đổi từ mình đi. Rồi, hy vọng những lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho chị trong cái việc cải thiện mối quan hệ với cô nàng dâu này nhá. Xin chào chị, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình. Dạ, em đây ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, xin chào các anh các chị trong chương trình Cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, câu hỏi của chị là gì vậy ạ? Dạ, em có câu hỏi là em muốn hỏi về sức khỏe sinh sản cho con dâu em ạ. Vâng, chị nói đi. Dạ, theo người năm ngoái thì con dâu em nó có bầu được 6 tuần tuổi, thì cháu nó thấy đau bụng, thế là hai đứa cháu nó đưa nhận khám thì bác sĩ giới thiệu lên bảo là cháu chữa ngoài dạ con, thế là đưa lên bệnh viện phụ sản ở tỉnh ngoài Hải Phòng, thì xã Hải Phòng. Thế là vào cái là đến chiều nhập viện là đêm người ta mổ ngay, người ta bảo là mổ ngay, thì khi toàn về thì em thấy mọi người cứ nói là chữa ngoài dạ con thì lần sau hay có nguy cơ hay chữa ngoài dạ con, thì em muốn hỏi ý kiến của các chuyên gia tình trạng của cháu như thế thì những chữa lần sau này thì có bình thường được không hay là như thế nào, thì các bác sĩ, các nhà chuyên gia tư vấn cho em để em khỏi lo âu. Dạ vâng, chúng nó không lo thì thôi, bà lại lo làm gì nhỉ? Cái việc là việc liên quan đến quyền lợi của chúng nó, của con trai mình với con dâu mình chứ. Mẹ chồng đã bắt đầu hỏi con dâu là thế mày đi khám thì là bác sĩ bảo sao chưa? Bác sĩ mổ xong thì em cũng ra chỗ các cháu, thì các cháu bảo là bác sĩ bảo là sau này vẫn chữa đẻ bình thường, nhưng mà em thì nhà con trai một con rồi một cháu thế là không tin đúng không? Đúng là một mình sẽ gọi điện đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi để lấy thông tin chính xác nhất, bởi vì cũng không dám hỏi với con dâu là liệu có thật là bác sĩ nói thế hay không, đúng không? Vâng, em cứ mà thôi, cứ hỏi thì cho nó chắc chắn. Mà có hỏi đi chăng nữa thì chúng nó bảo việc của bà à thì sẽ hết chuyện. Các bác thì cứ vui tính mà. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Mời chị Hải. Dạ, vâng ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Dạ, vâng, em chào vâng. Chị. Nói thế thôi chứ mình lo lắm nhỉ. Vâng. Con trai con gái gì thì nó cũng là con mình, và mình cũng rất mong là chúng nó sẽ có con.
Bởi vì nó có con thì cuộc sống nó mới ổn định và nó sẽ có nhiều cái để nó xây dựng rồi nó giữ gìn, đúng không? Đấy là mình lo, là mình lo cho cuộc sống của nó là chính thôi, chứ cũng không phải là vì nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên thì mẹ nó, bác sĩ ở bệnh viện người ta cũng đã nói rồi, mặc dù là con bị trở ngoài tử cung và đã bị ra máu và đã được mổ như thế, chắc là nó sẽ bị hỏng mất một bên vòi trứng. Trở ngoài tử cung có nghĩa là cái phôi thai đấy nó không phát triển ở trong tử cung mà nó lại phát triển ở vòi trứng, và khi nó lớn lên thì nó có thể gây vỡ và gây ra những cái triệu chứng như là của con chị. Đấy là may được cấp cứu kịp thời, chứ còn nhiều trường hợp mà cấp cứu không kịp thời thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nhé. Một bên nó hỏng thì bên kia của nó mà thông thoát bình thường, tốt thì con, cái khả năng sinh nở của con vẫn bình thường. Tuy nhiên nó chỉ còn 50%, tức là nó không thể nào như là người ta còn hai bên. Thế thì con bị không may như vậy là từ tháng 10 năm ngoái, đúng không? Thì bây giờ nó cũng rơi vào khoảng 5-6 tháng rồi. Có thể là con sẽ chuẩn bị cho lần có thai tiếp theo là được rồi nhé. Nhưng lần này trước khi mà chuẩn bị có thai thì con phải đi khám. Con phải đi kiểm tra lại thật kỹ một lần nữa xem là cái buồng trứng của con như thế nào. Đặc biệt là nếu cần thiết người ta sẽ phải kiểm tra sâu xem cái vòi trứng ở cái bên còn lại ấy, nó có tốt không, nó có thông thoát không, hay là nó bị hẹp chỗ nào, hay nó tắc chỗ nào, vân vân. Thế người ta còn kiểm tra xem là cái nội tiết của con ra làm sao, rồi cái tử cung của nó như thế nào. Tất cả những cái điều đấy thì sẽ chuẩn bị cho cái việc có thai của lần tiếp theo nhé. Mẹ cứ hoàn toàn yên tâm thôi và đừng gây áp lực gì với con. Bởi vì là mình mẹ nói thế thôi, chứ còn nó chỉ nhìn ánh mắt của mẹ là nó biết mà. Mình lo một, nó lo 10, nó lo hơn mình ý. Và mỗi một lần con chửa đẻ thực sự là một cái lần rất là quan trọng đối với người phụ nữ, cho nên là mình cứ động viên con là chính. Thế trong trường hợp cần thiết thì mẹ cũng có thể hỗ trợ con một chút kinh phí, để nếu như cần thiết thì trong trường hợp mà khó hơn ý, thì mình có thể hỗ trợ sinh sản để cho nó yên tâm hơn, tức là cái xác suất của nó cao hơn là để tự nhiên nhé. Tất cả mọi vấn đề đấy thì sau cái cuộc con đi khám này để chuẩn bị cho cái lần có thai tiếp theo này, thì bác sĩ người ta sẽ dựa trên cái kết quả khám đấy, người ta sẽ tư vấn cho con thật là kỹ xem là con sẽ để tự nhiên hay là cần phải hỗ trợ sinh sản. Kể cả hỗ trợ sinh sản thì hỗ trợ ở mức độ như thế nào, thì những cái vấn đề đấy nó đều liên quan đến phần kinh phí hết. Thì mình có điều kiện thì mình quan tâm, mình chia sẻ với con, kể cả cái gánh nặng về tài chính, thì tôi nghĩ là tất cả những cái lo đấy của mình thì nó sẽ có giá trị hơn với con rất là nhiều nhé. Em hỏi bác sĩ chuyên gia là thế, là ví dụ từ tháng 10 năm ngoái thì giờ có thai lại được chưa? Được rồi mình ạ. Có được khoảng 6 tháng, thế là có con, cơ thể của con nó cũng hồi phục rồi. Và kể cả ổn định về mặt tâm lý và về mặt sức khỏe của con là được rồi. 6 tháng là con có thể có thai lần tiếp theo được rồi nhé. Chị đã lo lắng và chị gọi đến chương trình của chúng tôi rồi. Thế nhưng mà cũng đừng chia sẻ cái sự lo lắng này thì khiến áp lực cho con nhá. Cái việc đó như bác sĩ Hải vừa chia sẻ thì mình lo một, chúng nó còn lo 10 cơ nhá. Hãy để các con tự quyết định cái chuyện sinh nở của nhà của chúng nó nhá. Xin chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Alo, Dương đâu ạ? Dạ, chào Thành Văn ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn gặp anh Linh Đoàn tư vấn về chuyện gia đình anh ạ. Bạn trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Dạ, em thì em nay được 45 tuổi, vợ 40, em nay em có vợ nay được 18 năm. Thì chung là vợ chồng cũng trục trặc chứ, nhưng mà chung mình còn, nếu mà tính ra là giận hờn đi, hở ra một đi thì chắc chỉ phải hơn 20 lần. Cứ giận nhau là chị bỏ chị đi từng vậy, khi mình đi tới cái mình nói cái chị về, chị đi lung tung vậy đó. Cứ giận là chị bỏ chị đi. Bỏ đi mấy ngày hay là bỏ đi một lúc rồi về? Đi một tuần vậy đó, đi nhà ngoại rồi đi nhà chị tứ tung, nhưng mà
cái đặc biệt á, chị này chị dặn mình chỉ đi là điện không bao giờ móc máy. Chị đi, nếu mà chị đi là chị chặn số mình hết, là mình không có giờ mình điện được hết. Rồi chị lại vui tính nhỉ. Thì các con thì có theo mẹ đi không? Dạ em này được 4 đứa gái, đứa lớn thì 2007, đứa nhỏ thì 2011. Thì nói chung là dặn là cái đi mình cũng thương vợ, nhưng mà có cái vợ mình nó lại khác. Nhưng mà tới thời điểm này á thì cuối cùng á thì mỗi lần dặn lộn, chỉ nói là ở với mình chỉ trả được gì hết. Nhưng mà ở giờ sống cũng 18 năm mà cuối cùng tôi được cái gì đâu. Nhưng em thì cái tài sản cái này là của em, cha mẹ để lại em được 7 hecta cao su. Đó thì nhà cửa nó cũng đàng hoàng. Đó thì cứ hở dặn lộn á thì chỉ nói là giờ tôi ở với ông tôi có được gì đâu, cuối cùng tôi được gì đâu, giờ tôi muốn tự do, cứ chữ lộn là chỉ nói như vậy. Nhà con cái chứ giờ tôi không cần, tôi lo bản thân tôi, con tôi nhà nó lớn hết rồi. Là cứ dặn vậy thì mình cũng nhịn, nhưng mà thì thôi mơ bóp bụng cũng thương con thì cũng nói thì xuống cũng năn nỉ, chung lần nào cũng năn nỉ chị mới về. Ba lần bảy lượt chị mới về. Rồi thế tóm lại là cứ một tuần cô ta bỏ nhà đi, gọi điện thì không nghe máy, thế mình có đến tận nhà ngoại mình năn nỉ ỉ ôi để đón cô ta về không? Dạ cũng có nhiều lần trước rồi, nhưng mà tới thì chung là giờ bên ngoại nó cũng căng lắm, như chung là mình tới là người ta cũng binh không à, cuối cùng là mình chịu thiệt, nhưng tại thương con mình thì vợ thì mình phải tới vậy thôi. Rồi thế bây giờ hiện tại thời điểm hiện nay thì là cô ta đang về nhà ngoại đúng không? Về rồi mà mới đi nay cách một tháng mới về nay được đúng một tháng á. Thế à? Dạ. Rồi tiếng mà 18 năm lấy nhau thì đến tận 20 lần, cứ mỗi lần một tuần là cô ta bỏ nhà đi như thế đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi chào em trai Bình Dương nhá. Dạ chào bác ạ. 44 tuổi mà 4 đứa con gái rồi đúng không? Mình dạ, đúng thì quê cũng ở Bình Dương luôn đúng không? Hay là ở nơi khác đến đấy làm ăn sinh sống? Vợ em thì gốc Quế mà cũng ở Bình Dương hết. À rồi. Thế còn nhà ngoại thì ở đâu? Dạ cách 3 5 cây số à. À, cũng ở trong huyện nọ huyện kia, ở trong cái tỉnh Bình Dương thôi đúng không? Dạ dạ. Rồi. Thế ông bà ngoại còn trẻ khỏe không? Ông ngoại cũng 80 mà ông ngoại cũng chia tay, mà ngoại nay cũng hai mấy năm rồi. Thế hả? Thế dạ. Sao mỗi lần mà vợ về đấy thì thường thường là bắt đầu lý do thì như thế nào? Hay là nó cứ định kỳ như là tái phát một năm một lần thì nó phải có lý do chứ, chẳng hạn như là ghen quá xong rồi mình nói nhiều thế là cô ấy tức cô bỏ đi, hoặc là cô ấy đòi đưa tiền để mua sắm cái đồ nọ đồ kia xong mình bảo không có tiền thế là cô ấy bỏ đi, cô ấy nói rằng đi lấy chồng chả được cái gì, ví dụ như thế. Con nó có cái lý do, mình có rút ra một cái lý do chung không? Dạ nhưng mà cái lý do trước thì mình hay lớn tiếng này kia, chỉ vì mà lý do như hồi năm 2022 á là làm ăn của nó cũng thất bại, là cuối cùng á là như năm rồi nữa là nhưng cứ một năm mà có thể là chị nên đầu tư gì mà cũng nếu mà tính ra cũng gần 2 tỷ đó bác. Nhưng mà hỏi thì không bao giờ, chỉ nói là chỉ làm cái gì mình biết cái cái nguồn từ tháng 7 2022 mà tới Tết 2023 qua tới 2023 đầu năm mà mình hỏi cái nó bể ra thì hỏi lý do gì mà chị không nói, chỉ hô quyền của chị. À tức là mình thì không biết được cái việc là vợ làm gì, vợ thì đầu tư đúng không? Dạ. Đầu tư kinh doanh, ví dụ mua bất động sản hay là sàn chứng khoán hay là ôm một đống đất rừng rồi hy vọng rằng nó lên giá để đẩy đi gì đó. Thế nhưng rồi mà chắc là buôn bán kinh doanh với một hội, một nhóm rồi. Thế xong có đầu tư và chồng thì không hề biết. Mà khi hỏi đến thì nói rằng đấy là chuyện riêng của cô ấy. Mình nói, chị nói là không có lo tôi được cái gì đâu, mà cuối cùng thì bởi thì mình cũng phải lo, mình phải trả chứ đâu, ai trả đâu. Thế tóm lại thì bây giờ có nợ nần gì ai không? Dạ như 2022 á, tụi em có vay là 4 tỷ đầu tư bên cái bất động sản á bác. Rồi, bây giờ thế nào? Là em vay nhưng mà cái đâu có đồng tiền thì vợ mình nó giữ, nhưng mà khi mua một lô đất đó, mua thì em phải báo cho anh biết, lô đất nó 1 tỷ, 1 tỷ mấy, nhưng mà chỉ mua xong, chỉ tiền giữ xong á là mình nói cái lô đó không thể mua được. Nhưng mà cuối cùng là vợ mình cứ mua mà mình nói thì mình nói không được, cuối cùng xong mua đã xong rồi. Thì từ chỗ đó mới gây lộn ra,
nói đời tiền thì tiền chung dai, thì em muốn cái gì em phải nói anh một tiếng, một người sao bằng được hai người em, mà cũng người ta không có nghe mình nói vậy đó bác. Rõ ràng là cái mỗi lần mà vợ chồng xích mích cãi nhau mà bỏ đi về nhà ngoại đều có lý do, mà lý do lớn nhất vẫn là hai vợ chồng làm ăn không thống nhất, đúng không? Một người thì cứ lao vào đầu tư, còn như em thì rất là chân chất, thì ba mẹ hình như cho mấy, ban nay nghe thấy mấy hecta cao su gì đúng không? Dạ, em ở bên vùng Tiến thì được 7 hecta cao su. 7 hecta cao su đó, cái giá mà tập trung vào cái trang trại cao su đấy, vợ chồng cùng làm, cùng phát triển. Bởi vì thật ra kinh doanh thời buổi này ấy, những người có học, có hành, có vốn liếng mà rồi người ta cũng còn phải còn rất là bấp bênh, huống chi như hai bàn tay trắng đi vay tiền ngân hàng mà dám đầu tư bất động sản thì phải nói là hơi cơ hơi mạo hiểm nhá. Đúng. Thế thì bây giờ cái 4 tỷ là chưa trả được, vẫn còn nợ ngân hàng. Vẫn nợ ngân hàng, nhưng mà cái đó có thể là tụi em bán một, nhưng mà cái mảnh đất thì là vẫn còn nằm ở kia chờ thời lên giá thôi đúng không? Dạ, trời thời còn không thời thì mình bán thì mình cũng gói ghém được, mà mình đáo hạn mình phí mình cũng được bác, nói chung trong cái tầm nói của chung mình là không có ngoài tầm kiểm soát rồi, tóm lại như thế. Dạ, em việc đầu tiên vợ dặn là cứ vợ nó bỏ đi rồi là nó bỏ đi, mà cứ hỏi ra nói là ủa tôi ở với ông được cái gì, cuối cùng tôi được cái gì, ý là vợ mình nó phải muốn có một cái tài sản riêng, đây, ý là như vậy đang muốn nói đấy. Thật ra cái được thì lớn nhất đó là lấy nhau 20 năm, có vợ, có chồng, có 4 đứa con. Bây giờ là một cái gia đình. Chứ nhiều người cũng sẽ hỏi cái câu rằng lấy chồng sau 20 năm được cái gì. Nhiều người phụ nữ thì cũng chỉ nói là lấy chồng lãi mỗi đứa con. Thế nhưng có bao giờ hỏi là đàn ông lấy vợ thì cuối cùng được cái gì đâu. Thực ra là hai người, một đàn ông đàn bà chung lưng đấu cật dựa vào nhau mà làm mà ăn mà cùng tồn tại mà sinh sống, đẻ ra một hai đứa con, nuôi dạy con, rồi đến cuối đời có khi cả hai bên cũng trắng tay, chả có đồng nào mà tích cóp nữa. Thế chứ lấy chồng lấy vợ có phải là một cái khoản đầu tư đâu mà bảo được cái gì mà lãi, đúng không? Dạ. Đấy là nói vui, cô nói giận đi thôi. Mình là muốn mà trong tay chỉ phải có một cái tài sản, nhà sống với mình có cái tài sản, mình ý người ta mới chịu, là ý là bên vợ mình cũng vậy. Rồi. À, em biết ý của người ta rồi đấy. 7 hecta cao su cộng với cái nhà đang ở sổ đỏ có tên của cô ấy không, hay là ba mẹ mình cho mình là tên mình thôi? Dạ, nói chung là cái sổ này là của em đứng độc lập, cha mẹ thì mất hết rồi. Cha mẹ này cũng nếu mất này 12 năm luôn, cũng 90 tuổi là mất hết rồi. Ừ. Tóm lại là cái sổ đỏ thì là sổ đỏ của tài sản của em hay là của vợ chồng? Căn nhà của em, của riêng của em. Tài sản này của riêng, đất đai 7 hecta thì ba mẹ cho mình, sang tên thì cũng là do cho mình. Thì người ta nói cái câu là đi lấy chồng chẳng được cái gì, ý vẫn nói rằng là mình vẫn cứ giữ tất cả cho cái cá nhân của mình. Bên kia thì nhà ngoại có thể nói rằng mày cứ đầu tư, mày cứ làm ăn, mày chả chịu giữ đấy cái quỹ đen một tí, sau này ngộ nhỡ cơm không lành canh không ngọt, vợ chồng chia tay nhau là mày trắng tay, mình đứng đường. Cái nhà ấy là nhà có đứng tên nó, đất đai ta 7-8 công hay là 7-8 hecta cao su cũng của nó. Thế rồi con cái thì nó lớn, 4 đứa con gái nó sẽ đi lấy chồng hết. Cho nên là mày phải cố gắng, mày làm, mày ăn, mày đầu tư, mày có tí vốn, mày giữ riêng. Đó là lý do mà cô phải lao đi, cô làm ăn kinh tế để cô ấy mong muốn là nó có thắng lợi một tí, 1-2 tỷ, mở cái ngân hàng, sổ tiết kiệm. Thật ra là khát vọng để phòng thân. Ý là cả chị vợ cũng nói như vậy, là ý đồ là biết, nhưng mà giờ biết làm sao giờ, thì em mới hỏi là bác Linh Đồn, mình có thể là mình tách ra, mình chia cho chị một cái này. Từ anh nói cho mà nghe. Thứ nhất là vợ chồng đang chung sống với nhau không ly hôn mà phải tách, phải chia gì cả, chỉ có lưu tâm đấy là một nguyện vọng, vì đang tìm hiểu là vấn lý do gì mà người ta cứ nằng nặc bỏ ra đi. Trước đây con còn nhỏ không sao, chứ bây giờ là càng ngày càng thấy chán rồi đấy, con nó lớn lên một chút xong cuối cùng mình trắng tay, bây giờ thì đang nợ nần. Việc đầu tiên là không quá lo lắng, bởi vì nó thành cái bệnh kinh niên rồi, năm nào cũng đi một tuần, đi rồi lại về mà, không có đi đâu mất. Dám mà đi trốn sang Campuchia hoặc đi theo bồ thì đúng là lo thật, nhưng về nhà ngoại, ngồi bên đấy chị em tìm cách vỗ về nhau, rồi phân tích, rồi bày cho nhau cách làm ăn. Bởi vì phụ nữ đến cái tuổi 40 trở ra cũng thấy nó trông chênh, con thì ngày một lớn xong rồi ngẫm lại mình thấy không có gì. Thế thì không có quá lo lắng, lần sau thì mỗi lần mà vợ biết là về ngoại thì ngay lập tức mình sang đấy luôn đi,
đừng để cho chơi một tuần, mình cứ nhốn trốn, một tí. Trốn bác ơi, không không gặp được đâu, bên đó mình có hỏi người ta cũng không nói đâu bác. Không, không mình nói. Sang. Dạ. Mình sang mình nói chuyện rằng là ừ thôi thì vợ chồng có xích mích nhau nên nhà em lại bỏ về bên này. Thôi nếu mà muốn thích ở bên này chơi thì cứ để các anh hay là các chị cứ cho nhà em chơi vài ngày cho nó thư thả rồi. Lúc nào nó về thì về. Tức là để cho nó nhẹ cái câu chuyện, không phải là cãi nhau bây giờ cô bỏ về nhà ngoại. À thôi sang bên này thích thì cứ ở bên này, lúc nào về thì về. Đúng không? Yeah. Về phía mình. Chứ đừng đợi là đến một tuần hay là cho chơi chán rồi mò sang. Người ta bỏ chạy đôi khi cái bỏ chạy ấy lại mong là có người đuổi. Người ta trốn là đôi lại mong muốn là tìm. Chứ mà chứ nếu mà người ta trốn biệt đó là người ta trốn đi vào rừng cơ. Còn đây là trốn về ngoại. Thực ra trong lòng ước gì là cái thằng ấy nó sang nó kiếm, nó xin lỗi, nó nhún mình. Xong nó gạ gẫm là về đi anh mua cho một cái dây chuyền vàng, một cái lắc bạc. Hiện nay số tài sản anh có nó khoảng phần này tỷ đấy. Em có thích không anh? Lúc nào anh mua một cái ô tô hai vợ chồng mình đi nhé. Em cũng đi học lái ô tô nhá. Ôi trời ơi, chắc là tốt lắm đấy. Dạ cũng có đâu bác, như năm rồi có rồi cũng bán là như là trả cái phần đó. Cũng bán cái xe 500 triệu là cũng trả một phần đó đó bác. Là cũng tặng cũng gần 2 tỷ đó là cũng trả, nói chung là đừng... chỉ đến cái thời điểm đi cũng lâu á. Thì nói gì cũng thương vợ mà không biết, mà đặc biệt là em không nói bên gia đình em biết. Bên dòng họ mình biết hay lại khác, nhưng mà em lại giấu, em không nói. Đúng rồi, mình ngoài 40 tuổi rồi, bố của 4 đứa con rồi, không phải cái gì cũng mách với người lớn. Mà mình là người lớn rồi, người ta cũng chả góp ý gì đâu. Người ta sẽ nói chung chung là vợ chồng bảo ban nhau mà làm ăn thế chứ người ta nói gì được, đúng không? Thế thì em chỉ nắm được cái tâm lý thế này này. Phụ nữ đang ở tuổi ngoài 40 rồi, trông chênh, cảm thấy rất là lo lắng về cái cuộc sống tương lai của mình. Cô cũng biết là hiện nay tài sản cũng không có gì. Mình cứ đừng có nghĩ chuyện là hay là để cho cô vui thì 8 hecta cao su thì chia đôi mỗi người 4 thế hóa ra ly hôn à. Hay là cái nhà hiện nay đang là 3 tỷ hay là cho cô 1 tỷ rưỡi hay là vân vân, không phải. Mình cũng mua cho vợ cái nọ kia, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, rủ nhau đi Thái Lan đấy một tuần cho nó vui vẻ, mình có điều kiện rồi đúng không? Thế bây giờ thì nó qua những cái cơn mà 4 đứa con nhỏ rồi, bây giờ làm ăn thì cũng phải... Là chỉ không cạo giờ em trồng đây là được 200 gốc sầu riêng năm nay ra tái chiến, nhưng mà còn 6 hecta cạo, trồng hơn 1 hecta sầu riêng, nhưng mà giờ em làm hết, bây giờ chỉ là đi học nghề rồi, đi 4 mấy cây số sáng đi chiều về, nhưng mà không cho chị đi là chị chia tay thiệt, chị nói thôi giờ... Nói thôi giờ em thích thì em cứ việc em cứ làm, chứ giờ anh cũng cản không được. Đó là nay đi được 1 tháng á bác, nếu mà năn nỉ nói rồi là đi là học làm đẹp á. Đấy, hai người không đi chung đường chung lối đấy. Cô ấy thì không cam phận làm cái cô cạo mũ cao su hay chăm sóc. Cô ấy muốn rằng là tới đi học cái về làm nail, làm niếc, làm spa hay là chăm sóc sắc đẹp gì đấy. Về chồng cho cô ấy một vài trăm triệu mở một cái tiệm. Nó vừa sạch sẽ, nó vừa có tiền, nó lại vừa phù hợp với lại thời đại. Bình Dương là một mảnh đất đang rất là phát triển, chứ cái chuyện là dân tứ xứ đến còn đông hơn cả dân tại chỗ, đúng không? Thế rồi làm ăn cũng khấm khá, cũng được. Trong một gia đình có hai mảng kinh tế, thì một mảng là phát triển theo kiểu du lịch, dịch vụ. Một bên thì đất rừng phương Nam, lâm nghiệp, nông nghiệp kết hợp với trang trại. Thì để nếu bên này nó có sập tiệm thì bên kia nó còn có, nó đỡ tốt mà. Hai vợ chồng đi bằng hai chân rất là khỏe. Mình cũng đừng bắt một cái cô vợ có khát vọng là hướng ngoại để muốn được tiếp xúc với mọi người làm đẹp, để cứ rằng về cạo mũ cao su với anh. Thì thôi thì mình cứ cạo, mình sợ đam mê mình cạo, ngoài ra cạo không hết thì mình thuê công nhân. Mình thuê công nhân trời làm nhé. Chiều bà ấy đi, xong là khi nào mà học xong rồi về mình cứ gạ gẫm đi, chả đi đâu mà mất tiền để đầu tư cho vợ được làm ăn đấy. Thì hy vọng rằng đất cát nó lên rồi mình bán được cái mảnh đất kia, không phải là trả được hết cái nợ 4 tỷ lại còn lãi một đôi tỷ nữa thì cũng tốt, đúng không? Đất đai thì nói chung nó chỉ lên lên xuống xuống, chứ người sinh ra mà đất không sinh ra, ôm bất động sản là cũng đúng xu hướng thời đại rồi. Có điều rằng là mình bỏ tiền đi vay, thành ra bây giờ nó cứ phải trả lãi hàng tháng nhá. Cuộc sống gia đình của em không có quá nguy hiểm. Có điều rằng em phải tôn trọng, em phải chấp nhận, em phải thương vợ mà thương vợ đúng cách nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Và tôi thấy cái hướng đi mà cô ta đang học nghề làm đẹp
cũng là một hướng đi đúng như anh Đinh Toàn vừa chia sẻ với bạn. Mỗi người sẽ có cái mảng kinh doanh riêng phù hợp với sức lao động cũng như là cái đam mê của mình. Và như thế cũng là tốt mà. Hãy động viên vợ để vợ sớm hoàn thành khóa học và mở tiệm. Không nhá. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn từ Hải Dương. Chào các bác. Vâng, khiếp chào gì mà chào nhanh thế. Bao nhiêu tuổi rồi thế? Chắc cho bác. Rồi, thế cháu có cái vấn đề gì? Cháu muốn hỏi bác sĩ ạ. Ừ, nói đi. Cháu là trước khi kết hôn là cháu bị viêm lộ tuyến ạ. Viêm cổ tử cung lộ tuyến đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước khi cháu kết hôn là cháu cũng bị viêm lộ tuyến ạ. Rồi. Và sau khi mà bác sĩ chữa thì là cháu có mang bầu, nên là cháu giờ hiện tại bây giờ là cháu đẻ được 5 tháng. Rồi. Đẻ được 2 tháng thì cháu lại bị viêm, nên là bác sĩ chữa khỏi, xong mà bây giờ 4 tháng lại bị viêm lại nữa. Rồi. Cháu muốn hỏi là không biết là rồi, tại sao? Cứ đẻ lâu thì có bị biến chứng hay là làm sao không ạ? Bởi vì là cháu vẫn muốn 1-2 năm nữa cháu mới sinh con thứ hai. Rồi. Bây giờ tóm lại đang nuôi con nhỏ đúng không? Dạ. Tập trung vào, khi người ta hỏi gì thì phải tập trung vào chứ. Đang cho con bú à? Dạ vâng, đúng rồi. Ôi giời ơi. Hèn nào cái điện thoại nó cứ rơi ra khỏi tai sao ấy. Vâng. Rồi, trước khi có em bé này thì đã viêm cổ tử cung rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Điều trị xong, bác sĩ điều trị. Chưa có quan hệ hay là chưa có gì đâu mà cháu kiểu như là kết hôn rồi xong bắt đầu là quan hệ vợ chồng thì cảm thấy nó đau sát, nên là cháu đi khám thì cháu mới biết ạ. Rồi, thế sau khi sinh em bé này ra xong thì lại hai lần, sinh ra được 2 tháng thì lại viêm tiếp đúng không? Xong 2 tháng sau nữa. Có bầu là cũng bị nữa rồi ạ. Thế xong là 2 tháng sau nữa, tức là em bé được 4 tháng thì lại viêm tiếp đúng không? Vâng, đúng ạ. Bây giờ viêm lần 2 này thì đã đi bác sĩ điều trị chưa? Có, cháu có đi bác sĩ điều trị ạ. Ừ, thế đã khỏi chưa? Ý là nó khỏi chỉ khỏi tạm thời, khoảng mấy tháng xong rồi mình kiểu lại tái đi tái lại đi ạ. Rồi, tôi hỏi thật là hai vợ chồng quan hệ từ lúc tháng thứ mấy đấy? Cháu được 8 tuần cháu mới quan hệ ạ. À, 8 tuần tức là chưa được 2 tháng. Mà cháu có thể là cháu dùng bao cao su chứ cháu cũng không có trần độ. À rồi, cũng có dùng sử dụng quan hệ vợ chồng là sử dụng bao cao su đúng không? Đó, vâng, cái đúng ạ. Khả năng viêm nhiễm chồng vợ giờ lây sang nhau thì là hầu như không có. Thế mà mình thì vẫn bị viêm như thế. Và bây giờ bạn muốn hỏi chúng tôi rằng là cái việc viêm nhiễm như thế thì nó có sẽ có khỏi triệt để hay không đúng không? Vâng, và để lâu như thế, để ví dụ để 2-3 năm nữa hay 4 năm nữa thì nó có biến chứng thành cái gì không hay là nó vẫn như vậy ạ? Tại sao là biết là có bệnh rồi lại cứ để 2-3 năm nữa xong để đến trọn đời luôn không, à? Không, bởi vì là, không phải bởi vì là nếu như mà cháu ý là bác sĩ bảo cháu là phải đốt thôi, nhưng mà nếu mà chưa đẻ hết số con thì đốt thì sẽ có thai được ạ. Có nhiều cách có thể điều trị được cái bệnh của bạn chứ đâu cứ phải đốt đâu. Không, bác sĩ bảo cháu thế. Ừ, rồi. Bây giờ thì bác sĩ Trương Văn Phi của chương trình sẽ tâm sự với bạn để xem cái khả năng chữa trị khỏi 100% với cái căn bệnh của bạn nó khả thi hay không nhé. Xin mời anh Phi ạ. Vâng, chào em. Qua cái việc chia sẻ của em với anh Thành Văn thì anh cũng đầu tiên là chúc mừng em, là thứ nhất là em có một cái tình trạng viêm lộ tuyến tái đi tái lại khá nhiều lần, nhưng em vẫn có thai tự nhiên được một lần rồi và có một bé rồi. Như thế là trộm vía đúng không? Tuy nhiên thì cái bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung thì hầu như người phụ nữ Việt Nam mình rất dễ mắc phải và cũng rất dễ điều trị chứ không phải khó. Vấn đề đầu tiên là em đã từng được chẩn đoán là viêm lộ tuyến cổ tử cung mức độ mấy và đã được can thiệp bằng điều trị nội khoa, thuốc đặt hay là điều trị bằng laser hay là dùng đốt điện? Vì anh mới chỉ nghe là điều trị thôi còn chưa biết phương pháp điều trị đúng không? Vâng, vâng. Đó. Em bị độ 2 ạ, độ 2 như bác sĩ chỉ cho uống kháng sinh với... Rồi em nói to hơn một chút nhé. Với trường hợp của em thì đã được chẩn đoán mức độ 2 thì nó cũng không phải là quá nặng nề. Mức độ 3 là mức độ viêm lộ tuyến cổ tử cung, nó tổn thương khá lớn ở vùng cổ tử cung. Và với những trường hợp mà viêm lộ tuyến mà để lâu dài ấy, mà điều trị không ổn thì nó sẽ có mấy nguy cơ, mấy cái biến chứng. Cái thứ nhất ấy, nó lại làm cho mình đau rát ở vùng cổ tử cung, làm giảm cái ham muốn tình dục, đặc biệt khi quan hệ với chồng ấy, em sẽ có phản ứng rất đau. Và chính cái phản ứng đau như thế làm cho mình ngại quan hệ với vợ chồng. Thứ hai nữa là
khi mà một cái viêm lộ tuyến cổ tử cung lâu dài, nó sẽ có tình trạng nhiễm khuẩn ngược dòng, tức nó sẽ đi lên theo cổ tử cung, lỗ cổ ấy, từ đó dẫn đến làm cho em có viêm niêm mạc tử cung và có thể tắc vòi trứng hai bên. Thì khi mà tắc vòi trứng hai bên thì nó là ảnh hưởng khả năng sinh con tự nhiên sau này của em, ví dụ em tính khoảng 2 năm nữa chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa đó là cái biến chứng nặng nề hơn, đấy là với trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu không điều trị, hoặc điều trị không đến nơi đến chốn, hoặc điều trị tái đi tái lại nhiều lần, nó sẽ có nguy cơ ung thư cổ tử cung. Đấy là những cái biến chứng mà nó có nguy cơ gặp và nó sẽ nặng nề cho em. Vậy thì cái viêm lộ tuyến cổ tử cung này thì đầu tiên em phải biết nguyên nhân là gì để mình cần phải làm gì. Thì nguyên nhân viêm lộ tuyến cổ tử cung thường là do một cái tình trạng là vệ sinh không tốt. Nhiều người phụ nữ chưa chắc đã biết vệ sinh cửa mình như nào, chưa biết vệ sinh âm đạo mình ra sao cả. Vậy thì em đầu tiên em phải làm sạch cái vùng bộ phận sinh dục của mình, vùng cửa mình ấy, mình phải vệ sinh sạch. Thứ hai nữa là luôn luôn phải mặc quần lót thật khô ráo. Vì với thời tiết ở Việt Nam, đặc biệt Hưng, như em ở Hải Dương đúng không, thì có thể có nguy cơ nồm ẩm. Và nguy cơ nồm ẩm như thế nó sẽ có nguy cơ là dễ bị mắc nấm, các loại vi khuẩn đó. Cái thứ ba nữa là gì? Đấy là cái một số tình trạng nó sau sinh, hoặc là cái người phụ nữ mà nội tiết nó suy giảm ấy, nó sẽ có nguy cơ dễ bị nhiễm khuẩn bất cứ loại vi khuẩn nào, hoặc đặc biệt là nấm. Và cái nữa là quan hệ tình dục. Nếu mà mình quan hệ tình dục không an toàn, không lành mạnh, hoặc là quan hệ tình dục mà mình không có sự chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ vùng cơ quan sinh dục ấy, thì nó là một trong những tác nhân dẫn đến nguy cơ viêm lộ tuyến cổ tử cung. Vậy thì từ những nguyên nhân đó, từ những yếu tố đó thì mình biết để mình biết cách vệ sinh, mình tránh bằng các biện pháp khác. Đặc biệt là cái việc mà chăn gối ấy, thì anh Thành Văn cũng hỏi em là sau khi em sinh thì bao lâu em quan hệ, thì sau 8 tuần thì tương đối là tạm được, vì thông thường là sau 6 tuần là hết thời kỳ sản dịch rồi thì mình có thể quan hệ tình dục. Và để thời điểm ban đầu ấy, thì mình nên có biện pháp bằng bao cao su là an toàn. Và cái nữa là gì? Trong quá trình mà đang viêm lộ tuyến cổ tử cung ấy, thì người ta khuyến cáo là em cần phải điều trị dứt điểm rồi hãng quan hệ. Vì nếu em không điều trị dứt điểm ấy, thì mỗi lần quan hệ ấy, cái sự sang chấn, sự cọ sát giữa dương vật và cổ tử cung ấy, nó sẽ làm cho tình trạng bệnh của em nó nặng nề hơn và điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Vậy thì trước mắt hiện tại em cần đi khám ở một chuyên khoa sâu về sản phụ khoa để các bác sĩ người ta đánh giá, cái thứ nhất là em có bị viêm lộ tuyến cổ tử cung hiện tại không. Thứ hai là có nguyên nhân vi khuẩn hay nấm kèm theo không, thì người ta phải điều trị theo nhóm nguyên nhân đó. Có thể dùng thuốc can thiệp nội khoa, cũng có thể can thiệp bằng các cái laser đốt điện. Và em yên tâm là những can thiệp này này, nó không có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cái khả năng sinh sản sau này của em, giống như em vừa có trao đổi đấy. Và cái thứ ba nữa là em cần phải có những biện pháp vệ sinh vùng cửa mình, phải có những cái biện pháp quan hệ an toàn. Và nói như anh Thành Văn nói là nếu em để tình trạng 2 năm mà không điều trị thì không có ổn, vì để như thế nó sẽ có nguy cơ nó ảnh hưởng về sau, về lâu về dài. Và trước hết thì anh nghĩ là kết hợp với khám cho em nữa thì cần phải khám cho cả chồng nữa, để xem biết đâu là chồng em cũng có một cái tình trạng viêm niệu đạo, có thể một cái viêm quy đầu mà trên ấy, cái thân dương vật có thể còn nấm, và những yếu tố nó sẽ làm cho tình trạng của em điều trị khỏi rồi nó vẫn có thể có nguy cơ mắc lại em nhé. Thế tóm lại là bác sĩ Phi đã chia sẻ với bạn về phương thức điều trị rồi. Thứ nhất là phải nên đến một bệnh viện sản khoa, sản phụ khoa nào đó để thăm khám, xem cái tình trạng bệnh hiện tại của mình ra làm sao và cái lộ trình điều trị ra làm sao cho nó dứt điểm nhá. Và phải điều trị trước khi có con nhá. Chứ không phải là đợi có con tiếp theo thì mới điều trị, lúc ấy có khi là quá muộn ấy. Vâng. Chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Trương Văn Phi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Dạ, Hưng Yên ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Chị có thể trình bày câu hỏi của mình được không? Vâng, trước hết thì em xin chào các anh chị trong ban biên tập của Sở Tình Yêu, mà em rất hay chương trình của các anh chị.
Vâng. Em nghe giọng nói của anh trầm ấm và rất hài hước này, em rất muốn nghe. Và em rất ngưỡng mộ anh Minh Đoàn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tư vấn tất cả mọi mắc của mọi gia đình gặp cảm cảnh yếu le như chúng em. Vâng. Hôm nay em có cái câu hỏi như sau. Vâng. Em buồn lắm vì là con trai em năm nay cháu 34 tuổi rồi. Vâng, mà con trai lớn thì đã nay vào học lớp 8 rồi, con gái thì học lớp 5 rồi. Thế vợ chồng trục trặc nó gần 2 năm nay mà trên như em nghĩ là sắp sửa là ly hôn mà em làm mọi cách rồi không thể hàn gắn được, em buồn lắm. Vâng, em xin cửa sổ tình yêu và anh chị tư vấn cho em biết là cách nào. Cách trình bày của chị rất là khó nghe, chữ nọ nó cứ dính vào chữ kia đâm rồi. Chúng tôi rất khó hiểu ấy. Vâng. Rồi, thế lý do, bây giờ tôi hỏi gì chị trả lời mạch lạc nhá. Vâng. Lý do hai vợ chồng cậu con trai của chị muốn ly hôn là gì? Cuộc sống thì cứ thế thẳng va chạm với nhau thôi. Cũng không có gì là to tát cả anh ạ. Vâng. Vâng. Thế chúng nó suốt ngày cãi nhau à? Nhiều dần vì là em nằm nhà cho cháu ở bên cạnh thì là nói chung là em ở gần kề cận thì em may bảo ban thì xong vợ chồng lại thôi. Cách đây gần 2 năm thì cháu nó không làm công ty nữa, còn tôi em nó thì đi mở xà ba ở cách đấy khoảng 3 cây. Thế rồi từ lúc làm xà ba thì xảy ra xung đột em ở xa thì nên em không theo dõi được. Thế này đang đêm em thấy cháu nó khoác ba lô về, thế là từ bấy giờ là muốn đứa một nơi luôn nữa. Ồ, thế là 2 năm nay là con dâu chị không ở nhà chỗ gần chị nữa à? Vâng ạ. À, chứ nó đi đâu nó biết không? Chị có biết không? Cháu nó mở xà ba cách đấy khoảng 3 cây. À, tức là ở ngay tại chỗ. Từ bấy đến giờ là vợ chồng chịu chặt, là có nghĩa là cháu cũng không có về gửi cháu hay là đi lại, chỉ ngồi ghé nhìn em xong rồi đi thôi chứ không về nhà. À, cũng không thăm hỏi bố mẹ chồng. Tham gia với hai cháu không nghe. Vâng. Rồi, thế là hai cháu nội của chị thì đang ở đâu? Một cháu lớn thì là đưa vào đây em cho nó học hành và ở bên em. Vâng. Còn cháu thứ hai ở với mẹ, nhưng mà cứ thi thoảng có công việc gì thứ bảy ngày nghỉ em lại đón cháu về chơi. À rồi, tóm lại là chị cũng biết là cái quán spa ở đâu đúng không? Vâng. Rồi, thế còn con trai thì đang ở cái nhà mà chị bảo là xây cho nó ở bên cạnh đúng không? Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời chuyên gia tâm học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào bà mẹ đang lo lắng. Vâng. Em chào anh Minh Đoàn, em nhất là ngưỡng mộ anh ấy ạ. Rồi, cảm ơn quý quá. Dạ. Thế này nhá, lo lắng buồn không để làm gì, quan trọng nhất là mình bây giờ mình phải giống như bác sĩ ấy, mình phải nghiên cứu, tìm hiểu, xét nghiệm dò đủ làm sao cuối cùng để xem là cái nguyên nhân của nó ở đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân, mà nhất là đến mức độ đòi ly hôn nhau thì không phải cãi nhau vặt đâu. Biết đâu mình ở xa mình không biết là cô con dâu, đây tôi lấy ví dụ thôi, cô con dâu đi làm spa. Mà spa nghĩa là đi làm đẹp, đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là mình làm bà chủ đúng không? Vâng ạ. Mà môi trường tiếp xúc là toàn với những chị em khá giả, muốn làm đẹp có điều kiện. Và ông chồng, tức là con trai mình ấy, không đồng ý, không thích cho vợ để làm cái nghề đấy, bởi vì nó phức tạp, sợ nó tiếp xúc với toàn những người lắm tiền nhiều của bỏ chồng. Đã có những ông chồng rất khắt khe, không muốn cho vợ làm cái đó, chỉ thích là vợ ở nhà bán xôi hoặc đi làm công ty cho nó lành. Thế nhưng mà bà cô con dâu thì quyết tâm là muốn làm giàu, muốn làm chủ. Vợ chồng bất đồng quan điểm. Thế là bảo thế thì anh không thích thì gì tôi cứ ở đây. Thế xong là cậu con trai nhà mình bảo nếu cô mà cứ còn làm nghề này thì chúng ta chia tay nhau. Và cô con dâu nói là chia thì chia. Ví dụ như đây tôi lấy là ví dụ. Hoặc là biết đâu con trai nhà mình trông thế thôi, tầm ngầm biết đâu lại có mối quan hệ ngoài luồng. Là cô con dâu cô ghen nói không được, cô chán đời, cô bỏ cô đi làm spa ở xa đi để cho nó khuất mắt. Trước đó là cô cũng đã phát hiện, đã bắt quả tang, đã theo dõi. Cô con dâu cũng đã nhắc nhở con trai mình đôi ba lần hứa hẹn rồi, nhưng mà rồi không bỏ được, cho nên cô chán mà cô đi. Ở đây mình phải đánh tỉa từng người một. Việc đầu tiên mình gọi cậu con trai sang đi, mẹ buồn lắm cơ. Thế tóm lại bây giờ thì tình trạng vợ chồng thế nào? Con có biết tại sao không?
Mẹ thì mẹ tin chắc chắn là cái gì cũng thế thôi. Để sắp tử vong thì chắc là phải một bệnh lớn chứ không một cái bệnh nhỏ để mà có thể mẹ tử vong được, đúng không? Thế mà để đến ly hôn thì nghĩa là thế nó thế nào? Có phải nó có bồ không? Hay con nóng tính con đánh nó? Hay con cặp bồ? Hay là mâu thuẫn nhau về chuyện gì? Anh cho em xin một phút ạ. Một tí thôi. Em cũng em nghe anh rất nhiều và em học cũng rất nhiều đấy anh ạ. Em nghe anh tư vấn rồi em cũng áp dụng những cái để mà em không ngờ đến ngày nay em phải áp dụng những cái phương thức mà như anh nói. Em cũng đánh tỉa có con trai nói con dâu mà có con dâu thì nói con trai. Nhưng mà khi mà nói đến thì thật ra em biết là cái sai là do hai đứa gây nên cái tình cảnh như ngày nay. Vì em nếu chúng nó bỏ nhau thì em cũng không buồn, cũng buồn nhưng mà không buồn bằng em nghĩ nhìn hai cháu mà không có bố có mẹ này. Em đã có thời gian em gần như em trầm cảm, em thương hai đứa quá đấy thì nó không có bố hoặc không có mẹ nên em vừa rồi đấy em người bên cạnh xóm cứ để ý nữa và con dâu ấy xong rồi đang khóc vai khóc cổ xong rồi là con dâu em phản kháng gì nên là bảo con dâu em mà con nói với nó hợp tác để nó giải thích nhưng mà nó cứ làm gì nó không nói. Mình nắm được nguyên nhân, thế rồi sau đấy thì khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình hòa giải. Bước thứ hai là hòa giải, thôi hai đứa ngồi đây đi, các con cũng phần lấy phần nọ rồi, chẳng gì ăn ở với nhau phần lấy đứa, hai đứa con cũng phần nọ phần kia rồi. Lỗi thế nào, liệu là cái thằng kia có bỏ được cho vợ không, liệu con kia có tha thứ được cho chồng không, thế hay là cứ ở tạm thời cách ly nhau một thời gian để xem xét lại xem có cần nhau nữa không. Tức là mình làm người hòa giải thôi, chứ còn thương với xót hay ngăn cản hay là giận dỗi không phải làm cái gì cả. Còn bước đường cùng mà đôi vợ chồng ấy, vì các bạn cũng toàn ba mấy 40 cả rồi chứ không phải bé nhỏ gì, người ta vẫn quyết định chia tay thì mình tôn trọng, mình thương cháu thì mình chia sẻ hỗ trợ cháu sau này. Cũng rất là may các cháu nó cũng đã qua ở cái tuổi mà còn bú còn mớm. Giá bây giờ vợ chồng bỏ nhau, một đứa con 5 tuổi, một đứa thì nách còn đang gọi là tay sách nách mang, mẹ thì giật dẹo. Còn đây có vẻ cũng làm ăn kinh tế cũng tạm ổn. Các cháu thì nó cũng đã tự lập một phần. Nó thích ở với bố thì ở, nó thích chạy sang mẹ thì chạy, mà chán quá thì nó về với bà nội cũng không có vấn đề gì. Quan trọng lúc ấy là tạo điều kiện, là động viên cho các cháu học tập. Vì nhất là hai đứa nó đang ở cái tuổi bằng mười mấy ấy, tuổi giờ ương ương. Nếu mà bố mẹ mà ly hôn ấy thì rồi chắc chắn là nó có thể có những cái ảnh hưởng tâm lý. Thì khi trao đổi với con dâu và con trai mình cũng có thể nhấn mạnh cái câu đó, thôi các con thì có thể chia tay nhau, đứa nào rồi cũng có thể có cuộc hôn nhân mới. Thằng con trai cũng có thể lấy được vợ có khi còn trẻ hơn vợ cũ, mà con dâu cũng có thể lấy được người chồng đẹp hơn. Nhưng con chúng mày ấy, sẽ chẳng bao giờ có được bố thật mẹ thật nữa đâu, có thì cũng là cha dượng mẹ ghẻ thôi, ví dụ như vậy. Thế thì hãy nghĩ đến đây xem, liệu rằng có thể tha thứ cho nhau, có thể hàn gắn được không. Mình nói rồi mà người ta vẫn cứ quyết định thì đành phải chịu, mà không có cái thế lực nào mà đẩy được hai bạn ấy vào nhau. Mình chỉ thế như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, mình ở góc độ là người cha người mẹ, mình lo cho con, nhưng mà quyền quyết định thì vẫn là các cô các cậu ấy. Mọi sự can thiệp của mình cũng chỉ mức độ vừa phải. Khuyên răn không được thì nữa thì đúng là gọi là bệnh nani và bó tay rồi. Ly hôn nó sẽ diễn ra chị nhá. Thôi mình dành tình cảm nhiều hơn cho hai đứa cháu của mình. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ quê lúa Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình. Chào Cửa sổ tình yêu ạ. Em chào các anh chị Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng. Người của em phải đến 2 năm rưỡi, bị có 2-3 lần ạ. Em đi khám thì bác sĩ cho em bảo em mua cái thuốc điều kinh thì em uống một tháng bị 2-3 lần rồi, thôi em không uống nữa, tôi chờ tư vấn giúp em. Uống thuốc gì rồi? Thuốc tránh thai anh ạ. À, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 41 tuổi ạ. Có chồng chưa? Em có 2 cháu rồi. À, 2 cháu, con lớn chưa? Con em 17 tuổi rồi. Thế đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Cháu thứ hai năm nay học lớp 8 là 12 tuổi rồi. Học lớp 8 không biết cộng à?
8 cộng 6 là 14 tuổi chứ. Vâng, vâng em cứ gọi nó cửa sổ tình yêu là líu hết cả lưỡi. Vâng, con mình còn không nhớ tuổi. Rồi, thế là cái hiện tượng 2 năm rưỡi này thì là kinh nguyệt được có 2-3 lần rồi á. Vâng. Thế xong là bác sĩ bảo là... Anh ạ. Ngày xưa em ở một mình, em có một đời chồng em ở một mình thì từ sinh nguyệt thì đều từ ấy, em đi lấy bước hai, thế là từ đấy sinh nguyệt nó không đều anh ạ. À, tức là vâng. Hai lần chồng à, hai lần đò à? Vâng. Ờ, tức là hai năm rưỡi này là lấy chồng hai đúng không? Vâng. Ừ, thế là có thêm con chung không? Không không, em không con chung ạ. Rồi, thế anh ấy cũng là một lần đổ vỡ à? Anh ấy vợ mất ạ. À, anh ấy vợ mất, thế là mình về. Vâng. Thế là mình dẫn cả con mình về ở cùng anh ấy à? Không, con em là bà ngoại trông non cho em. Ừ. Chị đi chị lại. Chị thế là sau khi lấy chồng thì là tự nhiên mất kinh luôn đúng không? Mà không dùng biện pháp gì cũng không thể chữa để anh ạ. Thế à, cũng chả thấy vâng. Có thai. Không có thai. Rồi, thế và bác sĩ đã cho uống thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt nhưng mà khi uống vào thì lại một tháng lại 2-3 lần thấy đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ còn uống không? Em không uống anh ạ. À. Có đi khám lại ở đâu không? Em không anh ạ. Bác sĩ Trương Văn Phi sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời anh Phi ạ. Vâng, chào em. Anh vừa nghe câu chuyện chia sẻ của em là trước đây lấy chồng một thì kinh nguyệt của mình hoàn toàn bình thường. Và bây giờ mới lấy anh này được 2 năm và thấy kinh nguyệt nó bắt đầu nó mất kinh dần không, đi đúng không? Anh ạ, em lấy chồng đầu kinh nguyệt thì đều có nghĩa hàng 30 năm mà em không chung sống với anh chồng đầu. Thế là em đứng vậy em nuôi hai cháu thì kinh nguyệt vẫn đều. Rồi. Từ ngày lấy bữa 2 giờ. Rồi, mình nói như thế vô tình là nghĩ là do ông chồng hai làm cho mình kinh nguyệt không đều đấy nhá. Vậy thì với mình đứng trên phương diện là về sức khỏe y khoa ấy, thì anh chia sẻ với em một chút đấy. Đầu tiên ấy, kinh nguyệt ở người phụ nữ nó phụ thuộc vào cái hoạt động giữ trữ buồng trứng của mình. Phụ nữ sinh ra sẽ có một lượng trứng nhất định và nó sẽ giảm dần sau 25 tuổi đến khi mãn kinh. Và bây giờ hiện tại như mình đây là 41-42 tuổi rồi. Có thể cái dấu hiệu mà mình đang bị mất kinh và kinh thư ấy là một dấu hiệu của tiền mãn kinh và mãn kinh. Tức là nó là một sinh lý bình thường chứ không phải bệnh lý. Tuy nhiên ấy, khi đứng ở một cái tình trạng như thế người ta phải cần phải xem nếu mà kinh nguyệt nó thưa dần đến nó có ảnh hưởng gì về chất lượng cuộc sống mình không? Có ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình không? Hay nó làm cho mình buồn phiền hay mệt mỏi? Đấy là những cái cần bác sĩ cần phải biết để thông tin từ em ấy. Thì để bác sĩ có thể đưa ra những cái hướng gỡ rối cho mình. Có anh ạ. Em không biết em lấy cái anh này hóa ra anh chuyên đi mà gái nhỉ. Nhiều khi về em đi làm về không ăn không ngủ được. Nghĩ cái chuyện này chán lắm. Tức là hiện tại là vấn đề tình dục chăn gối của mình cũng có trục trặc đúng không? Vâng, có nghĩa 1-2 tháng mới ngủ mấy em anh ạ. Còn đi mấy gái. Rồi, cái câu chuyện mà chồng đi ra ngoài thì mình chưa bàn ở đây nhé. Bây giờ mình trước hết mình sẽ nói rõ hơn để mình hiểu, để mình đỡ lo lắng. Đầu tiên là với tình trạng của em nó không phải là bệnh lý mà nó là sinh lý tự nhiên, tức là người ta sẽ sinh ra qua 4 cái giai đoạn đó, sinh trưởng lão bệnh mà. Thì bây giờ với chồng của mình đang đến giai đoạn là bắt đầu đến lão hóa, tức là nó sẽ rơi vào tiền mãn kinh. Và em phải hiểu đấy là sinh lý tất nhiên của cái người phụ nữ Việt Nam mình và bất cứ người phụ nữ nào cũng thế. Và cái việc mà bác sĩ thăm khám và cho mình thuốc điều kinh ấy, đấy là một cách để cho mình điều kinh nhân tạo để mình có thể có cái chu kỳ để nội tiết nó có thể cải thiện phần nào. Thứ hai nữa là nếu mà em đang gặp tình trạng mà bị khó khăn trong quan hệ tình dục hoặc là đang giảm ham muốn tình dục cũng như quan hệ tình dục nó có vấn đề ấy, thì em có thể đến các cái cơ sở để người ta hỗ trợ cho mình các cái thuốc nội tiết tố ấy, làm giúp cho cái tiết được nhiều dịch âm đạo hơn, làm tăng cái ham muốn của mình hơn để mình có thể dung hòa được cái mối quan hệ vợ chồng mình. Thì cái việc chăn gối nó cải thiện ấy, thì tự nhiên anh ấy lại sẽ tìm về mình đúng không? Không anh ơi, thế là em thôi về được gần năm nay em không ở nữa anh ạ. À lại không ở vậy nữa, rồi. Vâng, vì em không ở với ông chồng em nữa, mà từ ngày em không ở nữa cũng không ra kinh nữa anh ạ. Rồi, không ra kinh rồi. Cái bây giờ mình thấy bất tiện nhất là mình không thấy có kinh nhưng mình lo lắng đúng không? Vâng. Rồi, thì bác sĩ chia sẻ đấy là cái kinh nguyệt của mình nó sẽ theo sinh lý lứa tuổi và đến giai đoạn này em đang rơi vào tình trạng tiền mãn kinh và mãn kinh và nó sẽ đến một thời kỳ em sẽ không còn kinh nữa. Nên không phải lo lắng cái vấn đề này. Không anh ơi, em cho em hỏi, em đi viện người ta bảo của em hẳn có nhiều chứng, hẳn có nghĩa hẳn có thai đấy anh ạ. Ừ, hẳn gì ạ? Hẳn có thai được. Có khả năng có thai anh ạ. À rồi. Có nghĩa thì... hẳn còn nhiều chứng anh ạ. Rồi, cái việc mà còn nhiều chứng ấy và cái vấn đề kinh nguyệt nó có hai có yếu tố nó có thể độc lập nhau. Nếu mà cái giữ chữ buồng trứng của mình vẫn còn
thì có thể mình có một cái hội chứng khác, đó là hội chứng buồng trứng đa nang, thì nó sẽ dẫn đến kinh nguyệt mình không đều. Nhưng thường với độ tuổi 41 này này thì cái kinh nguyệt nó có thể giảm dần và mất dần đi. Kể cả cái hiện tượng người ta kiểm tra buồng trứng mình vẫn có thể nằm ở chức năng là có thể tạm thời bình thường, nhưng thường nó sẽ không ổn định được lâu dài, nó sẽ hết dần đi. Đấy là cái theo sinh lý. Và thứ hai nữa là em đừng có bận tâm nhiều về vấn đề kinh nguyệt quá. Vấn đề là em xem với hiện tại nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mình không, có làm cho mình khô rát, có làm cho mình bị hay bị viêm âm đạo phụ khoa gì không. Đấy mới là vấn đề cần phải giải quyết nhá. Từ ngày rồi không bị thì là không ra các cái khí hư hiếp gì đâu anh ạ. Thế tốt quá. Thế mà đấy, tuổi này mà những cái bệnh lý đó mình không có thì mình cũng không đáng lo ngại đâu. Và cần phải thăm khám để kiểm tra xem có nguy cơ các bệnh lý như ung thư cổ tử cung hay gì hay không. Mình cần phải cải thiện với chất lượng cuộc sống của mình trước đã. Còn kinh nguyệt đừng có bận tâm đến quá nhiều nhá. Vâng, em được rồi. Thế là bác sĩ em hỏi đến, nếu mà đi ra viện Hà Nội thì đi đến cái khoa nào nhỉ anh nhỉ? Cái này mình có thể khám ở Thái Bình cũng được, không nhất thiết phải lên Hà Nội, bởi vì nó là một cái bệnh lý cơ bản về sản phụ khoa nhá. Mình đến chuyên khoa sản là được. Thế anh ơi, cho em hỏi, em là quen cái anh này mà sau mỗi một lần quan hệ xong ngứa em không chịu được, thế là do người đàn ông hay là do ấy vì sao ạ? Ngứa không chịu được à? Rồi ngứa không chịu được đúng không? Như vâng, bác sĩ em vừa yêu cái anh này. Vâng, lại yêu anh mới rồi. Mới rồi. Tức là vừa bác sĩ vừa tư vấn cho mình ấy, là mình phải xem cái nội tiết tố của mình có vấn đề gì không. Bởi vì với cái tuổi này thường nó sẽ có cái tình trạng là khô rát âm đạo. Và khi khô rát âm đạo, quan hệ cọ sát nó sẽ có gây tổn thương tại niêm mạc âm đạo, nó gây cho mình ngứa. Thứ hai nữa, mình phải khám kiểm tra xem có nấm hay gì, vi khuẩn gì ở vị trí đó không. Cái thứ ba là khi khám cần phải khám cả bạn tình nữa, tức là phải khám cả anh đây nữa nhá. Dụ không quan hệ thì không sao, mà cứ quan hệ lần nào là ngứa nên là không chịu được. Đấy, thế để điều trị đi. Đấy, không ngứa nhiều thì để gãi nhiều lại càng xước ra nhá. Vâng. Ừ. Nha. Em chào anh. Xin chào bạn.